Ronaldo cài điều khoản gia nhập Newcastle đấu MU ngay năm nay. Ronaldo cài điều khoản về Anas cho phép anh trở lại Premier League trong màu áo Newcastle chiến MU ngay trong năm nay 2023. Siêu sao người bồ cùng bạn gái và các con hiện đã có mặt ở Saudi Arabia chuẩn bị cho cuộc sống mới tại đất nước Trung Đông sau khi đồng ý gia nhập Anas. Có thông tin Ronaldo ký thỏa thuận đến hè 2025 mà sẽ mang lại cho anh mức thu nhập khủng 200 triệu euro trên năm. Điều chưa vận động viên thể thao nào làm được. Tuy nhiên, trong hợp đồng giữa Ronaldo và Anas được cho có điều khoản gây chú ý không kém, cho phép anh trở lại Premier League ngay trong năm nay nếu Newcastle giành vé dự Champions League. Nếu đội bóng của Eddie Howe kết thúc top 4 ngoại hạng Anh, Ronaldo sẽ gia nhập Newcastle theo dạng cho mượn vì câu lạc bộ này thuộc sở hữu của quỹ đầu tư công được Saudi Arabia hậu thuẫn. Newcastle hiện xếp thứ 3 Premier League, chỉ kém Man City 2 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Dù vậy, giải đấu chưa đi hết nửa chặng đường để lấy vé dự cúp C một mùa sau là không dễ cho Newcastle khi phía sau đó, MU, Tottenham và Liverpool đều có ít nhất mục tiêu ấy. Ronaldo vẫn tham vọng có thể kết thúc sự nghiệp ở bóng đá đỉnh cao, chơi ở một câu lạc bộ Champions League. Nếu có cơ hội trở lại Premier League ngay trong năm nay, Ronaldo hẳn muốn đấu MU hơn bất cứ đội nào. CR7 có lần trở lại Old Trafford sau 12 năm đầy sai lầm, khép lại trong nỗi cay đắng cay và kết thúc bằng cuộc phỏng vấn tung hê tất cả.